Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Logi. Ngày hôm nay thì nhà sành Logi tiếp tục giới thiệu các sản phẩm áo khoác dành cho mùa đông thời tiết lạnh thì quý chị có thể là lựa chọn các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay với mức giá là 280k trên một sản phẩm bất kỳ. Và khi mua từ hai sản phẩm trở lên hoặc là quý chị chúng ta chuyển khoản trước thì sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để được nhà sành Logi tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của nhà sành Logi là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Tôi vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Logi giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo khoác với tông màu nâu. Em này sẽ là một cái thiết kế vô cùng là basic, đơn giản để quý chị có thể là lựa chọn để mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Mã của em này thì sẽ là mã C79, chiều dài là 73, ngang là 65 và vai là 52. Size XL cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 70 đến 75kg thì chị có thể là lựa chọn em này. Lại gần cho quý chị chúng ta có thể là quan sát cái phần cổ của mình này, nó sẽ là kiểu cái cổ áo bomber và cái khóa của mình cũng rất là trơn tru mượt mà luôn, hàng khóa IKK kim loại chắc chắn xịn sò cho quý anh chị và cái độ bền của nó cũng rất là cao. Lớp lót bên trong cũng là những cái thiết kế lớp vải lót rất là mềm mịn để quý anh chị chúng ta mặc sao cho nó thoải mái dễ chịu. Cái chất liệu của mình sẽ là hàng 3 lớp này, bên trong có lót bông nên là quý anh chị chúng ta yên tâm, cái độ giữ ấm giữ nhiệt của nó rất là tốt luôn. Bác nào mà yêu thích cái phong cách đơn giản nhẹ nhàng thì có thể là lựa chọn em này. Phía dưới đây thì sẽ có túi rất là cẩn thận cho quý anh chị chúng ta giữ ấm tay cũng như là mình đựng đồ, đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Và mã của này sẽ là mã C79 này. Cái phần tay áo của mình sẽ là được bo chun rồi nên là quý chị chúng ta chạy xe ngoài đường mình sẽ không lo là bị gió lùa vào trong người. Mã C79 này, bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay và liên hệ với nhà sành Logi. Cái form của này sẽ là một cái form suông rất là rộng rãi luôn nên là bác nào có bụng to bụng bự chúng ta bo cho em này vô tư. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế tông màu xanh. Bác nào yêu thích những cái tông sáng màu một chút thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm màu xanh như thế này mà cũng rất là nổi bật. Mã của mình sẽ là C80, chiều dài là 68 và sau là 73, ngang là 56. Một thiết kế dành cho quý chị chúng ta cũng xung quanh khoảng là 70 đến 75kg, quý chị có thể là sử dụng em này. Và cái sản phẩm của mình sẽ có cái thiết kế túi chéo ở trước ngực này, phía dưới đây thì cũng có túi cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Những cái thiết kế như này thì quý chị có thể đựng một vài các cái vật dụng quan trọng ở đây. Quý chị yên tâm là những cái thiết kế khóa như này thì bảo quản đồ đạc rất là cẩn thận rồi. Và cái phần đằng sau của mình thì sẽ có mũ. Bác nào mà không muốn sử dụng mũ thì mình có thể là gập gọn, mình cất gọn gàng vào trong này. Nó sẽ có cho quý chị một cái đường khóa này để cho quý chị chúng ta cất gọn cái mũ vào đằng sau. Thì cái kiểu dáng form áo của mình trông nó sẽ rất là gọn gàng. Đây sẽ là một thiết kế đến từ nhà Thumbtex. Và mã của này sẽ là mã C80 cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn một chút. Phần bên trong này nó sẽ là phần lót nỉ. Và bác nào mà yêu thích những cái thiết kế đơn giản nhẹ nhàng, form dáng hơi thể thao một chút thì quý chị có thể là lựa chọn cái sản phẩm tông màu xanh phối với cả các cái đường màu ghi như thế này của nhà Thumbtex. Bên trong này tem mác đầy đủ này, mã C80. Mọi thông số nhà sành Logi sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta có thể là tiện theo dõi, để quý chị có thể lựa cho mình những cái sản phẩm sao cho nó vừa vặn nhất với cái số đo của cơ thể. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo kaki với cái tông màu đỏ, mã C81, chiều dài là 75, ngang là 58, size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg, quý chị có thể là sử dụng em này. Một thiết kế áo với cái chất liệu kaki thì rất là dày dặn rồi, độ giữ ấm giữ nhiệt của em nó rất là cao. Lớp lót bên trong của mình cũng là cái chất liệu vải kaki mềm luôn. Ở trong này tem mác đầy đủ, đây sẽ là một thiết kế của nhà Polo Club này. Và đằng sau đây thì sẽ có cho quý chị một cái thiết kế mũ cũng rất là rộng rãi để quý chị chúng ta sử dụng. Form dáng của mình sẽ là cái thiết kế form suông. Các bác nào chúng ta yêu thích những cái phong cách đơn giản nhưng mà vẫn phải nổi bật một chút thì chúng ta có thể lựa những cái sản phẩm với những cái tông màu nổi như này. Và phía dưới đây thì sẽ có cho quý chị những cái thiết kế túi vuông này, em này có cả nắp luôn và có các cái cúc bấm như này thì quý chị chúng ta yên tâm đựng đồ không bao giờ lo bị rơi bị mất. Mã của sản phẩm này sẽ là mã C81 này, một thiết kế áo rất là đẹp. Những cái sản phẩm áo khoác như này quý chị chúng ta phải mặc lên trên người mới thấy đúng được chuẩn cái form dáng của nó. Do nhà sành Logi treo ở trên móc nên là cái form dáng của nó cũng không còn được đẹp như nó như cái của sản phẩm rồi. Mã C81 này. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo với tông màu xanh. Em này thì sẽ là thiết kế họa tiết kẻ sọc, mã C82, chiều dài là 69 và sau là 73, ngang là 54 và vai là 44. Một thiết kế của nhà Tommy. Và con này thì sẽ là một thiết kế áo với cái kiểu cổ bẻ này. Bác nào yêu thích cái phong cách lịch sự nhã nhặn thì quý chị có thể là lựa chọn em này. Mã C82, chiều dài là 69 và sau là 73, ngang là 54 và vai là 44, size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg, quý chị có thể là lựa chọn em này. Bác nào yêu thích cái kiểu form dáng áo sơ mi nhưng mà nó vẫn phải thật là dày dặn được thì các bác có thể là lựa chọn em này. Mặt đằng sau của nó sẽ là cái kiểu thiết kế phao như này. Mã C82 này. Và có vẻ như là cái sản phẩm này của mình sẽ là một cái thiết kế mình có thể mặc được hai mặt.
nó sẽ là cái thiết kế các bác có thể mặc được hai mặt luôn. Để cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn ở phần bên trong. Bên trong này thì nó sẽ là cái thiết kế mặt áo phao, các bác có thể là mặc theo kiểu áo tông màu áo sơ mi tông màu xanh kẻ như này, hoặc là quý chị có thể lật ở mặt bên trong ra mình mặc theo kiểu là áo phao thì cũng rất là ấm. Mã C82 này, bác nào yêu thích cái sản phẩm này của nhà Tommy thì chúng ta có thể là liên hệ cho nhà Sành Đồ Si chốt đơn hôm nay. Với cân nặng là khoảng xung quanh 70kg thì bác tự tin chúng ta đặt hàng hôm nay. Rồi tiếp đến mình sẽ làm một sản phẩm với cái tông màu vàng. Em này sẽ là một em rất là chất lượng luôn. Nó sẽ là cái chất liệu lông ở bên trong, lại gần cho quý anh chị xem này. Cái chất liệu như này thì đảm bảo giữ ấm rất là tốt rồi. Thời tiết thì đang rất là lạnh, các bác hãy nên lựa cho mình cái sản phẩm áo dày dặn như này để chúng ta sử dụng. Năm nay không sử dụng được thì chúng ta sử dụng sang năm sau thì cũng rất là ok. Mùa đông đằng nào thì mình cũng cần những cái sản phẩm áo khoác để mình giữ ấm và bảo vệ sức khỏe của mình. Mã C83 này, chiều dài là 80, ngang là 66 và vai là 57, size XL cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng là 70-75kg, quý chị có thể lựa chọn em này. Form dáng hôm này sẽ là cái form hơi dài một chút, thì là các bác nào mà chúng ta yêu thích những cái form áo khoác dáng dài thì chúng ta hãy lựa chọn em này. Dưới đây thì sẽ đầy đủ túi cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Nó sẽ là các cái thiết kế túi vuông có nắp và có cúc bấm rất là cẩn thận. Nói chung là nó sẽ là có cúc cẩn thận để cho quý chị chúng ta bảo quản đồ đạc. Còn về cái bề mặt chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm, mặt ngoài này nó sẽ là chất liệu dạ, bên trong thì sẽ là lót lông này. Mã của mình sẽ là mã C83 và đằng sau sẽ có cho mình một cái mũ rộng rãi và cũng có lót lông ở bên trên luôn. Cho quý chị chúng ta coi lại toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Chất một cái thiết kế áo cực kỳ dày dặn luôn, cầm rất là chắc tay nặng tay. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo với cái tông màu đen. Con này thì sẽ là một sản phẩm với cái tông màu xanh than thì đúng hơn, một thiết kế với tông màu xanh than, mã C84, chiều dài là 64 và ngang sẽ là 60. Với sản phẩm này thì quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 65-70kg thì quý anh chị có thể là lựa chọn em này. Một thiết kế cũng vô cùng là tối giản, mặc lên form dáng tương đối là gọn gàng. Tay áo và lai áo sẽ là bo chu cho mình này, khóa kéo thì trơn tru mượt mà, lớp lót bên trong cũng là những cái thiết kế vải rất là dày dặn. Áo cổ bẻ hoặc quý anh chị có thể là mặc cao cổ lên làm cái cổ 3 phân thì giữ ấm cái phần cổ cũng rất là tốt luôn. Trong này thì sẽ là tem mác của sản phẩm. Dưới đây thì sẽ có túi đứng này, túi đứng hoặc là túi chéo, quý chị chúng ta tùy ý chúng ta sử dụng. Nhìn chung thì cũng là những cái thiết kế túi rộng rãi để cho quý chị có thể là dùng mình đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã của sản phẩm này là mã C84. Cho quý chị coi lại toàn bộ cái form dáng của sản phẩm, một thiết kế áo khoác vừa giữ ấm tốt mà mặc lên thì còn rất là thoải mái dễ chịu. Bác nào yêu thích những cái form cách đơn giản nhẹ nhàng thôi, chúng ta có thể là lựa chọn em này với mã là C84. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo tông màu đen, một thiết kế của nhà Bradlock, mã C85, chiều dài là 77, ngang là 57 và vai là 48. Em này sẽ là thiết kế áo cổ bẻ, bên trên này sẽ là cái chất liệu vải da, vải da lộ này rất là dày dặn xịn sò luôn. Những cái thiết kế này quý chị yên tâm là độ bền rất là cao, không bao giờ lo bị hỏng luôn. Và cái form dáng của mình cũng là cái thiết kế form dáng suông, dễ mặc dễ dùng. Lại gần cho quý chị chúng ta coi các cái chi tiết ở trên bề mặt áo này, nó sẽ là kiểu thiết kế quạt chám. Ngực áo thì sẽ có cho mình được một cái túi này, phía dưới đây thì cũng có túi vuông để cho quý chị chúng ta sử dụng. Toàn bộ các cái thiết kế nắp túi này nó sẽ là cái chất liệu da lộ cực kỳ xịn sò. Đây quý chị có thể coi kỹ hơn cái chất liệu của sản phẩm này, hàng rất là chất lượng luôn nên là mình yên tâm không bao giờ lo là cái da này nó bị hỏng. Đó, và lớp lót bên trong đây, bên trong này còn có thêm cho quý anh chị những cái thiết kế túi này. Các bác chúng ta cần sử dụng đựng đồ gì quan trọng chúng ta có thể là cất ở phía bên trong này. Mã của mình sẽ là mã C85. Bác nào vừa mặn với cái thông số của sản phẩm này thì chúng ta cũng nhanh tay là chúng ta chốt đơn em này. Một cái thiết kế cũng rất là dễ mặc dễ dùng và trông cái thiết kế của nó cũng rất là thời trang luôn. Mã C85. Với sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một thiết kế áo với tông màu nâu. Một thiết kế áo với tông màu nâu, cho bác nào yêu thích cái phong cách năng động trẻ trung một chút thì chúng ta lựa chọn em này. Mã C86, chiều dài là 64, ngang là 52 và vai là 43. Một thiết kế dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg thì quý chị có thể lựa chọn em này. Với bên trên này thì nó sẽ là cái kiểu hình thịt khâu vào 3D luôn này. Đó, nói chung là những cái thiết kế cũng rất là đẹp. Lớp lót bên trong là cái lớp lót lông, lớp lót nỉ lông như này rất là ấm luôn. Bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm các cái sản phẩm áo khoác mà mặc vừa giữ ấm vừa nhẹ nhàng thì chúng ta có thể là lựa chọn ngay em màu nâu này. Form dáng của mình sẽ là cái form mặc tương đối là ôm, tương đối là gọn gàng nên là các bác yên tâm. Cái phần tay áo của mình thì cũng có cái phần cúc bấm luôn nên là các bác có thể là ôm kín cái phần tay này lại, mình không sợ là bị gió lùa vào trong người. Mã sẽ là C86 này. Bác nào yêu thích tông màu nâu thì có thể là lựa chọn em này. Rồi tiếp theo chúng ta đến một sản phẩm áo khoác với tông màu xanh than.
một thiết kế áo khoác tông màu xanh than của nhà Wool Islands, mã sẽ là C87, chiều dài là 70, ngang là 59 và vai sẽ là 50. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg mình có thể là lựa chọn em này. Ở bên trên cái phần cổ áo mình sẽ có một cái thiết kế lông này, các bác có thể là dùng cái vạt lông này cũng được, mà không thì mình tháo ra thì cũng rất là ok luôn. Bác nào mà không thích những cái thiết kế lông ở trên cổ thì chúng ta có thể là tháo rời ra, mình mặc theo cái kiểu áo cổ bẻ này thôi cũng rất là đẹp. Cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn được cái lớp lót ở bên trong này. Những cái thiết kế lót như này rất là ấm, giữ ấm rất là tốt, tem mác thì đầy đủ ở đây. Và cái sản phẩm của mình sẽ là có hai cái túi ở hai bên ngực áo, dưới đây thì cũng có túi vuông cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Đặc biệt là cái tông màu xanh than này thì sẽ là cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Em này thì sẽ là cái thiết kế kiểu form suông, cứ dễ mặc dễ dùng. Bác nào bụng to bụng bự mình cũng bon chen thoải mái, mặc rất là gọn gàng mà cũng rất là thoải mái dễ chịu cho các bác. Mã của mình sẽ là mã C87. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo với tông màu đen. Đó, con này sẽ là cái kiểu đen hơi muối tiêu một tí, nó không phải là kiểu đen trơn đen lì. Mã C88, chiều dài là 68, ngang là 51 và vai là 44, size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 65kg thì quý chị có thể lựa chọn em này. Quý chị nhìn thì cũng thấy đây sẽ là một con áo khoác rất là xịn sò rồi. Nó sẽ là cái chất liệu rất là dày dặn và giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt cho mình. Khóa kéo cũng là cái thiết kế khóa trơn tru mượt mà, khóa đồng kim loại này, độ bền rất là cao. Và hai bên ngực áo thì cũng có túi này, túi khuyên là thiết kế cũng rất là đẹp. Bên trên này sẽ là có khóa này, quý anh chị có thể sử dụng cái mặt túi trong này hoặc mình có thể dùng cái túi ngoài này nữa. Nó sẽ là có nắp rất là cẩn thận, đóng cúc cẩn thận cho mình luôn. Và phía dưới đây thì cũng không thể thiếu được các cái thiết kế túi vuông rộng rãi cho quý anh chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Còn về cái mặt chất liệu thì quý anh chị chúng ta hoàn toàn yên tâm, chất liệu cực kỳ dày dặn, đảm bảo là rất là thích hợp để quý anh chị chúng ta sử dụng trong thời tiết hiện tại, hoặc là quý anh chị có thể là để em này chúng ta dùng trong mùa đông năm sau nữa cũng rất là ok. Sản phẩm của mình rất là bền luôn thì mình sử dụng hàng năm. Mã của em này sẽ là mã C88 này. Bác nào yêu thích cái phong cách đơn giản nhẹ nhàng thì chúng ta có thể là lựa ngay cái em màu đen muối tiêu này, mã C88. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo với cái tông màu cam, một thiết kế áo tông màu cam của nhà Uniqlo. Trong này sẽ là tem mác của nhà Uniqlo, mã C89, chiều dài là 73, ngang là 57 và vai là 47, size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 70-75kg, quý chị có thể là lựa cho em này. Cái chất liệu của mình thì sẽ là cái chất liệu kaki rất là dày dặn, và cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn được ở bên trong này. Cái thiết kế của mình khóa kéo trơn tru, bên trong thì sẽ là lớp vải lót kaki mềm. Em này của mình thì sẽ là cái chất liệu hai lớp rất là dày dặn, nên là quý anh chị chúng ta cũng yên tâm chúng ta sử dụng, chắn gió chống bụi giữ ấm rất là tốt. Đặc biệt là bác nào yêu thích những cái tông sáng màu, những cái tông màu rực rỡ thì chúng ta lựa cái màu cam này cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Nhìn chung thì cũng không có quá nhiều cái chi tiết gì cả. Mã của mình sẽ là mã C89 này, cho các bác có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng cũng như là các cái chi tiết ở bên trên sản phẩm, túi trước túi sau đầy đủ cho quý anh chị luôn, mã C89. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo với tông màu đen. Em này thì sẽ là một cái thiết kế áo khoác gió tông màu đen, mã C90, chiều dài là 65, ngang là 58 và vai là 48, size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg, quý chị có thể là lựa cho em này. Bác nào mà yêu thích những cái thiết kế áo khoác mỏng nhẹ này để chắn gió chống bụi thôi thì quý chị có thể là sử dụng em này. Nhu cầu không cần những cái sản phẩm áo quá dày thì chúng ta có thể là lựa cái em áo gió này cũng rất là xịn sò luôn. Cái tông màu đen thì rất là dễ mặc dễ dùng rồi. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái thiết kế túi đứng có khóa kéo này, các bác có thể là đựng những cái vật dụng quan trọng ở đây. Phía dưới thì cũng là túi chéo có khóa cho quý chị chúng ta sử dụng luôn, mình đựng ví tiền điện thoại không lo bị rơi bị mất. Và lớp lót bên trong của mình sẽ là một cái lớp lót vải lưới này, để đảm bảo cho quý anh chị là chúng ta mặc lên nó được thoải mái dễ chịu và nó cũng rất là thông thoáng. Mã của mình sẽ là mã C90, một thiết kế với cái tông màu đen trơn cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo phao nhẹ. Bác nào yêu thích cái thiết kế áo phao nhẹ thì chúng ta có thể là lựa cho em này. Những cái sản phẩm này thì giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt, và được một cái điểm nữa là cái trọng lượng của áo rất là nhẹ, nên là các bác yên tâm chúng ta mặc, chúng ta vận động hoạt động rất là dễ dàng. Mã C91, chiều dài là 69, ngang là 54 và vai là 47, size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg, quý chị có thể là sử dụng em này. Mặt bên trong này cho quý chị chúng ta coi, nó sẽ là cái tông màu xanh này, bên trong nó sẽ là cái lớp lót tông màu xanh. Ở đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Bác nào mà yêu thích sản phẩm áo phao nhẹ thì chúng ta có thể là lựa chọn cái em tông màu đen này, cũng rất là dễ mặc dễ dùng và giữ ấm rất là tốt. Thời tiết quá lạnh các bác còn có thể là mặc cái này lót ở bên trong, bên ngoài mình mặc thêm một cái áo khoác nữa thì mình không sợ gì rồi, không bao giờ sợ lạnh luôn, mã C91.
Tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo với cái tông màu xanh tham. Em này sẽ có mã C92, chiều dài là 66, ngang là 56, size M. Cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 65kg thì mình có thể lựa cho em này. Cái thiết kế của mình sẽ là có cái thiết kế một nửa khóa bên trên. Ở bên dưới này thì sẽ là trơn này, bên trên này chúng ta sẽ có một thiết kế half zip một nửa khóa bên trên. Và cho quý chị coi kỹ hơn ở lớp lót bên trong, nó cũng là cái chất liệu vải rất là dày dặn, đảm bảo là chắn gió rất là tốt. Và đây sẽ là một thiết kế của nhà Decente. Bên trên này thì sẽ là tem mác của sản phẩm. Cổ áo của mình nó sẽ là thiết kế phối với cái tông màu xanh nước biển. Và cái sản phẩm của mình form dáng cũng tương đối là gọn gàng, đường lai áo, tay áo thì được bo chun. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm này, chất liệu rất là dày dặn, đảm bảo chắn gió chống bụi rất là tốt cho mình luôn. Nên là mình có thể yên tâm lựa chọn em này mặc trong cái thời điểm hiện tại, cũng như là chúng ta có thể là lựa chọn mình mặc cho cái thời tiết mùa đông sau cũng không vấn đề gì cả. Mã lên này sẽ là mã C92. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo khoác tông màu đen, cũng là một cái thiết kế vô cùng là cơ bản basic này. Mã của mình sẽ là mã C93, chiều dài là 70 và ngang là 58, size L. Cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg thì mình có thể lựa chọn em này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông, rất là dễ mặc dễ dùng. Ở đây sẽ là một cái thiết kế áo gió với chất liệu hai lớp rất là dày dặn, bên trong có thêm cho mình một cái lớp lót vải lưới này. Những cái sản phẩm như này chắn gió chống bụi rất là tốt. Bác nào mà nhiệt độ ở chỗ các bác không quá lạnh thì chúng ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm áo khoác gió như này, chắn gió chống bụi tốt này. Mã của mình sẽ là mã C93 và cái em tông màu đen này thì rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng rồi. Yên tâm là cũng đầy đủ túi chéo ở phía dưới này cho quý chị chúng ta có thể đựng ví tiền điện thoại mà đi ra ngoài luôn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo với tông màu kem. Bác nào mà yêu thích cái tông sáng màu thì mình có thể là về với đội của cái áo màu kem này. Mã của mình sẽ là C94, chiều dài là 77, ngang là 60 và vai là 53, size 2XL cho quý chị chúng ta từ 75 đến 80kg. Quý chị chúng ta vẫn có thể là yên tâm mặc với hôm nay. Ở bên trong này tem mác của sản phẩm này và cái lớp lót bên trong thì nó sẽ là cái chất liệu vải kaki rất là dày dặn. Đó, bác nào mà muốn mặc đang tìm kiếm những cái sản phẩm áo khoác dày dặn để chúng ta sử dụng trong cái thời tiết nhiệt độ xuống thấp thì có thể là tham khảo lựa chọn em này. Hai bên ngực áo chúng ta có hai cái phần túi đứng này, phía dưới đây thì sẽ là túi vuông rộng rãi, có nắp, có cúc đóng rất là cẩn thận để quý chị có thể đựng đồ. Mã của mình sẽ là mã C94. Ta xa một chút cho quý chị chúng ta coi lại toàn bộ form dáng của sản phẩm. Và em này cũng là một cái thiết kế có mũ luôn. Các bác nào chúng ta hay phải đi ở ngoài đường thì mình rất là nên lựa chọn một cái sản phẩm áo có mũ này để mình có thể là giữ ấm phần đầu phần tai. Và nếu như mà các bác không muốn sử dụng mũ, chúng ta hoàn toàn có thể là gập gọn lên trên cái phần cổ này luôn. Nó sẽ có cho các bác một cái miếng giá này để các bác gập gọn cái mũ ở lên trên phần cổ. Và cái form dáng của mình đây quý chị có thể coi, nó sẽ là cái thiết kế form suông thôi, rất là dễ mặc dễ dùng. Và mã lần này sẽ là mã C94. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo của nhà Valentino, một thương hiệu của Ý này. Đây sẽ là một cái thiết kế với cái form dáng áo là form dáng dài. Mã của mình sẽ là mã C95, chiều dài là 83, ngang là 60 và vai là 50, size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 70kg. Quý chị có thể là lựa cho em này một sản phẩm cực kỳ xịn sò luôn. Với cái tông màu nâu này thì yên tâm, dễ mặc, dễ dùng và dễ phối đồ. Lớp lót bên trong của mình sẽ là một cái lớp lót vải nỉ này. Nó sẽ rất là ấm, giữ nhiệt rất là tốt. Đặc biệt là cái trọng lượng của em này cũng rất là nhẹ luôn, nó sẽ là mọng, có cái độ dày vừa phải thôi. Nên là quý anh chị chúng ta mặc em này sẽ rất là thoải mái, dễ chịu. Phía dưới đây thì sẽ có cho quý anh chị hai cái túi này để cho quý anh chị chúng ta có thể sử dụng. Túi có nắp, có cúc cẩn thận luôn. Mã của mình sẽ là mã C95, một thiết kế chính hãng của nhà Valentino. Quý anh chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì cũng nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ gì. Mình chỉ có duy nhất mỗi chiếc, mình chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. Rồi, sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo cũng khá là dày dặn, thích hợp cho quý anh chị chúng ta sử dụng trong cái thời điểm thời tiết hiện tại đang rất là lạnh. Con này thì cũng là một cái sản phẩm áo khoác dáng dài, một thiết kế đến từ thương hiệu Mizuno, một thương hiệu của Nhật Bản. Mã sẽ là C96, chiều dài là 89, ngang là 60, size XL cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70-75kg. Quý chị có thể là lựa cho em này. Mà đằng sau mình sẽ có thiết kế một cái mũ này cũng khá là rộng rãi, thoải mái để quý chị chúng ta sử dụng. Lớp lót bên trong của mình sẽ là cái lớp lót rất là dày, lớp lót lông lên như thế này thì giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt rồi. Mã C96 cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn cái lớp lót bên trong này. Những cái thiết kế như này thì quý chị chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng trong cái thời điểm hiện tại. Và độ mới của các sản phẩm cũng còn rất là cao nên là quý chị chúng ta cũng không cần phải lăn tăn chúng ta lựa chọn. Mã này sẽ là mã C96. Sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay sẽ là một thiết kế áo với tông màu xanh than, một thiết kế với cái độ mới còn rất là cao luôn, một thiết kế của nhà Varrock. Mã của em này sẽ là mã C97, chiều dài là 79, ngang là 62 và vai là 52.
Thật sự là bác nào vừa vặn với cái thông số này thì chúng ta nhất quyết là chúng ta rất là nên lựa chọn em này luôn. Bốn thiết kế với cái form dáng vừa đẹp này, tông màu cũng là cái tông màu chén chung dễ mặc dễ dùng, mà cái chất liệu của mình cũng lại là cái chất liệu cực kỳ ok luôn. Bên ngoài nó sẽ là cái chất liệu vải kaki dày, bên trong sẽ là có thêm lớp lót ở giữa, lớp lót lông ở giữa cho quý anh chị rồi, nên là mình yên tâm về cái vấn đề là giữ ấm giữ nhiệt này. Khóa kéo thì lại trơn tru mượt mà, nó thiết kế đầy đủ túi trên túi dưới cho quý anh chị chúng ta sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Và đặc biệt em này phải nhấn mạnh một lần nữa là cái sản phẩm của mình còn rất là mới luôn, nên là các bác nào mà chúng ta vừa vặn với em này thì nhanh tay chúng ta chốt đơn lựa chọn em này. Mã của mình sẽ là mã C97, và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng, và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ý. Xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ Nhà Sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.